Chuyên mục An ninh Đồng Nai kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình kỳ này của chúng tôi gồm có những nội dung chính sau đây. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thứ bảy tình nguyện. Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ xe ba bánh. Nhưng trước hết, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phần tin hoạt động trong tuần của Công an tỉnh. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Về dự hội nghị có các đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số cục trực thuộc Bộ Công an và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh Đồng Nai. Hội nghị cũng được tổ chức qua hệ thống trực tuyến tại 11 điểm cầu ở Công an 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những thành tích đóng góp của lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, đặc biệt là trong nửa tháng đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Lực lượng công an toàn tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp và tội phạm tín dụng đen, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mang lại bình yên cho nhân dân. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, tập trung thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dịp này, đồng chí đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020 và yêu cầu toàn thể lực lượng công an tỉnh nâng cao tinh thần cách mạng, tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực khó khăn vượt qua mọi thử thách với phương châm hành động chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 26 tháng 12, tại Công ty Điện lực Dầu khí Nhân Trạch, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng công tác diễn tập phòng chống khủng bố lần thứ 3 năm 2019. Đồng chí Đại tá Trần Tuấn Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự. Ngày 20 tháng 12, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố lần thứ 3 năm 2019. Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống khủng bố của cán bộ công nhân viên các nhà máy điện khí, nâng cao khả năng chỉ huy điều hành, hiệp đồng tác chiến giữa Tập đoàn Dầu khí với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc giải quyết các tình huống khủng bố có thể xảy ra. Thông qua diễn tập, các đơn vị đã bổ sung hoàn thiện phương án phòng chống khủng bố, chủ động đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc tập đoàn trong tình hình mới. Tại buổi lễ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tặng bằng khen cho 13 tập thể, 16 cá nhân của Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố tại các nhà máy điện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 30 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Quang Toàn, biệt danh Toàn Đen, 38 tuổi, quê thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cơ quan Công an xác định Toàn Đen là đối tượng đã xông vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước ở thành phố Biên Hòa, uy hiếp bác sĩ Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện để đòi nợ vào tối ngày 21 tháng 12 vừa qua. Như tin đã đưa, bác sĩ Nguyễn Thế Thử, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, vay tiền của nhiều người để đi đầu tư làm ăn, nhưng do chưa chi trả nên các chủ nợ thường xuyên đến bệnh viện để đòi tiền. Trong đó, Toàn Đen và vợ có cho bác sĩ Thử vay số tiền 550 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi bất thành,
Chiều 21 tháng 12, vợ chồng Toàn Đen cùng các đối tượng khác xông vào bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước đòi nợ. Sau đó, Toàn Đen vào phòng làm việc của bác sĩ Thử chửi bới, đe dọa, lục soát đồ đạc và giật lấy bọc tiền chứa 500 triệu đồng trong ngăn kéo bàn làm việc. Thế vậy, bác sĩ Thử chạy theo giằng giật lại bọc tiền, liền bị Toàn Đen dùng tay đánh vào mặt hai cái, dùng bút tấn công để lấy bọc tiền. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã quy động lực lượng hình sự cơ động đến bệnh viện, khống chế Toàn Đen cùng 13 đối tượng khác đưa về trụ sở làm việc. Quá trình xác minh, một số đối tượng được thả do chưa có đủ cơ sở xử lý. Riêng đối với Trương Thị Bích Hằng, vợ Toàn, cũng được cho tại ngoại để phục vụ cho công tác xác minh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Hơn chục đối tượng rủ nhau vào quán karaoke Thảo Thi ở khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa để sử dụng trái phép chất ma túy, vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối 29 tháng 12, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ, Bộ Công an, bất ngờ đột kích quán karaoke Thảo Ly trên đường Phạm Văn Khoai thuộc khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Mặc dù quán karaoke khóa cửa từ bên trong, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng đột nhập vào bên trong kịp thời khống chế 10 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Một số đối tượng đã cố tình phi tang ma túy trong phòng vệ sinh. Kiểm tra trong phòng hát karaoke, công an phát hiện nhiều viên ma túy tổng hợp và bịch ni lông đựng bột màu trắng, nghi là ma túy, còn dương giải dưới sàn nhà. Bước đầu, các đối tượng khai nhận rủ nhau vào đây hát karaoke và sử dụng ma túy trái phép. Ngay sau khi lập biên bản phạm tội quả tang, các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao công an thành phố Biên Hòa để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, quán karaoke Thảo Ly mới đây đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính vì để hơn 70 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các đồng chí, cùng với thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ nhân dân, vui xuân, đón Tết trong bình yên, hạnh phúc của Công an tỉnh. Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thành đoàn Biên Hòa tổ chức hoạt động thứ bảy tình nguyện với nhiều hoạt động có ý nghĩa như ra quân cạo xóa bản quảng cáo sai quy định trên các mảng tường, cột điện trên địa bàn tỉnh, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, tổ chức hội thi tìm hiểu luật giao thông và tặng quà cho các bạn đoàn viên. Thời gian qua, loại hình quảng cáo tự phát trái phép trăm qua đua nở từ thành thị đến nông thôn, từ cục điện đến bờ tường, đường cùng ngõ hẻm, gầm cầu, trạm xe buýt, tờ rơi được in vi tính rồi photocopy số lượng lớn, ép nhựa, ép dẻo để chống nước, gắn sẵn băng keo được dán hàng loạt trong đêm. Đa số là quảng cáo mua bán sang nhượng nhà đất, cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp. Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên công an tỉnh và đoàn viên thành phố Biên Hòa đã tiến hành tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo rao giặt trái phép tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Biên Hòa gồm đường Hà Quy Giáp, Hưng Đạo Dương, Cách mạng tháng 8, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Ái Quốc và đường Đồng Khởi. Những hoạt động này thì đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức với mục đích là giúp cho quần chúng nhân dân, bà con nhân dân nhận biết được các thủ đoạn của các loại tội phạm. Bên cạnh đó thì cũng với hoạt động cạo xóa các bản quảng cáo thì cũng sẽ phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về tín dụng đen ngày càng len lỏi trong đời sống nhân dân, đang phá hoại, làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trên tuyến đường Đồng Khởi và đường Cách mạng tháng 8, lợi dụng lượng người và phương tiện lưu thông đông nên tình trạng dán quảng cáo rao giặt diễn ra rất phổ biến. Hầu hết các cột điện, trạm biến áp, thân cây hai bên đường đều bị dán chi chít các mẫu quảng cáo với nội dung bán đất, dạy kèm, cho dây, rút hàm cầu. Kèm theo đó là các số điện thoại di động để người dân liên hệ khi có nhu cầu. Chỉ trong buổi sáng, các bạn đoàn viên đã tháo gỡ, tẩy xóa hàng ngàn tờ quảng cáo trái phép, trả lại vẻ đẹp khang trang cho thành phố. Những hành động này tuy nhỏ nhưng đã để lại trong lòng người dân những ấn tượng đẹp về hình ảnh thân thiện của đoàn viên thanh niên nói chung, đoàn viên thanh niên công an nói riêng. Tôi thấy hoạt động ra quân cạo xóa của tín dụng đen và phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm của đoàn thanh niên công an tỉnh rất ý nghĩa. Việc này giúp chúng tôi nhận thức được những thủ đoạn tội phạm, nhất là tội phạm tín dụng đen
Từ đó chúng tôi biết cách phòng tránh cũng như phối hợp với công an triệt xóa các loại tệ nạn xã hội này. Mong rằng đoàn thanh niên công an tỉnh sẽ có thêm nhiều hoạt động và có nhiều ý nghĩa hơn sau này. Nhiều năm qua, đoàn viên thanh niên công an tỉnh luôn tích cực tổ chức tham gia các phong trào tình nguyện làm sạch môi trường, trồng cây xanh, hiến máu nhân đạo. Các hoạt động trên là minh chứng cụ thể về định hướng giáo dục, trách nhiệm đối với cộng đồng cho đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Tôi rất vui khi được tham gia cái hoạt động này. Cái hoạt động này rất có ý nghĩa đối với đoàn viên thanh niên và đối với người dân. Cái hoạt động này hưởng ứng cái đợt phát động ra quân cao điểm phòng chống tội phạm đợt Tết Canh Tí do đồng chí giám đốc công an tỉnh phát động. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên công an tỉnh còn phát trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm tín dụng đen, tội phạm lừa đảo, tội phạm ma túy, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và luật giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên, phối hợp với thành đoàn Biên Hòa tổ chức hội thi thanh niên với văn hóa giao thông cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Thưa quý vị và các đồng chí, thực trạng người điều khiển xe ba bánh còn gọi là xe ba gác chở quá tải, chở vật sắt nhọn như tôn, sắt, thép vượt quá chiều dài, chiều cao của thùng xe gấp nhiều lần, lưu thông trên mọi con đường, ngõ ngách của thành phố Biên Hòa trong thời gian qua khá phức tạp. Hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên không chỉ đe dọa sự an toàn của chính người điều khiển phương tiện mà còn đe dọa đến sự an toàn của người và các phương tiện khác, mất đi vẻ mỹ quan của thành phố. Để ngăn chặn mối nguy hiểm trên, Công an thành phố Biên Hòa đã huy động lực lượng đồng loạt ra quân xử lý nghiêm người điều khiển xe ba bánh vi phạm luật giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa có 380 xe ba bánh có hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, số lượng phương tiện này trên thực tế còn cao hơn gấp nhiều lần, bởi loại phương tiện này cơ động, có thể lưu thông trên nhiều con đường lớn nhỏ, giá cước vận chuyển hợp lý. Nên mặc dù loại phương tiện này bị cấm đăng ký mới từ nhiều năm nay, nhưng không ít người vẫn luôn tìm cách mua về, cải quán hoặc sản xuất mới. Điều đáng nói là trong thời gian qua, đa số tài xế lợi dụng phương tiện này để chở hàng quá khổ, quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, khiến trật tự an toàn giao thông trên thành phố thêm phức tạp. Hiện nay là trên địa bàn thành phố Biên Hòa thì qua cái kiểm tra rồi xử lý thì đối với số lượng xe ba gác mà đã thu về thì chiếm là khoảng 80% là không có giấy tờ. Cho nên là trong vấn đề mà xử lý đối với xe ba gác thì lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng đã góp cũng phải tuyên truyền, giải thích rồi giáo dục để những người mà điều khiển các phương tiện ba gác này cùng chấp hành cái pháp luật trật tự an toàn giao thông để góp phần làm cho thành phố nó ổn định hơn. Từ đầu năm 2019 đến nay, chỉ tính riêng lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện xử lý 104 trường hợp người điều khiển xe ba bánh vi phạm luật giao thông đường bộ với các lỗi phổ biến là xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, không giấy phép lái xe, không chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không đổi mũ bảo hiểm, chuyển hướng sai quy định. Ngoài ra, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện này gây ra, trong đó đã có vụ gây hậu quả chết người. Tuy nhiên, việc xử lý phương tiện này trong thời gian qua còn rất khiêm tốn. Đối với xe mà chở xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định thì sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái người tham gia giao thông rất là nguy hiểm, bởi vì chở hàng dài và không che chắn bịt đầu xảy ra là rất là nguy hiểm. Cho nên là như hàng tôn này, rồi cây này. Đấy, và đặc biệt là có những cái giờ cao điểm là có những cái xe vào đi vào cái giờ đó nó là càng nguy hiểm hơn, nên là tổ công tác kiên quyết xử lý những cái trường hợp đó rất là gay gắt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng trên, góp phần đưa hoạt động giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa đi vào nề nếp, đảm bảo vẻ mỹ quan cũng như bảo vệ an toàn cho người và phương tiện khác khi tham gia giao thông. Ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm minh các trường hợp điều khiển xe ba bánh vi phạm, lực lượng chức năng công an thành phố Biên Hòa cũng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các chủ kinh doanh vật liệu xây dựng cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, không tiếp tay cho người điều khiển xe ba bánh vi phạm. Chuyên mục An ninh Đồng Nai kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.